Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa đã về trên quê hương Đắk Lắk. Nhìn lại năm qua có thể thấy dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó xuất khẩu được xem là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2023, bằng nhiều giải pháp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đắk Lắk đạt mức tăng trưởng 0,9%. Bên cạnh những mặt hàng chủ lực như cà phê, tiêu, mật ong, thì những nông sản mới như sầu riêng, chuối, mắc ca cũng đã lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường lớn trên thế giới, qua đó làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắc đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm đạt kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cao nhất từ trước đến nay. Những ngành có thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Hàng hóa của tỉnh đã xuất đi 70 quốc gia, bùng lãnh thổ, có lợi thế cạnh tranh tốt và đạt kết quả ấn tượng ở các thị trường như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Pháp. Trong cái số mà nông sản của chúng ta bắt đầu coi là hàng hóa thì hiện nay ta đã tập trung vào cái khâu chế biến. Do sự như sầu riêng trước đây ta xuất khẩu quả tươi, nhưng hiện nay về cái mặt hàng hóa mà chế biến từ quả sầu riêng là rất nhiều, nhiều dạng và phong phú từ sái than hoa đến sái khô, sái lạnh và có nhiều sản phẩm đi kèm các loại nông sản khác như là sầu riêng với các loại ngũ cốc khác. Hiện nay là những cái yếu tố mà thúc đẩy cái công nghiệp chế biến cái cái nông sản của chúng ta ngày càng tốt hơn năm 2023 trong bối cảnh giá cả cà phê tăng cao đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk khi nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường có xu hướng tăng. Cộng với những ưu đãi về thế quan từ những hiệp định thương mại tự do đã tiếp tục tạo thuận lợi cho nông sản của tỉnh, tăng sức cạnh tranh ở nhiều quốc gia. Cơ hội này đã được các doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng để đẩy mạnh xuất khẩu các thị trường truyền thống được khai thác tốt, cùng với tìm kiếm mở rộng các thị trường tiềm năng khác trong những như năm nay thì chúng tôi có thêm cả thị trường của Nhật Bản và của Trung Quốc và sắp tới đây là bên đối tác Hàn Quốc sẽ đưa cái thương hiệu của Aroco Coffee của chúng tôi đi qua bên Hàn Quốc và, và mở chuỗi cà phê bên đấy chúng tôi đang chúng tôi đang hoàn tất một số thủ tục để tiến tới là sẽ mở rộng ở thị trường cà phê của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung để đi ra bên thị trường Hàn Quốc. Năm 2023 là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt qua mốc 1,6 tỷ đô la Mỹ, là một con số hết sức ý nghĩa, nhất là khi doanh nghiệp vừa trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới nhu cầu và bám sát thị trường, doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm đơn hàng và phương thức tiếp cận khách hàng, dần hướng đến các thị trường có giá trị cao. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn, thì những nông sản mới như sầu riêng, chuối, mắc ca cũng đã lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường lớn trên thế giới, qua đó góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Để đáp ứng cái nhu cầu thị trường trong năm 2024 thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành làm các cái mã xưởng cho à, cấp đông cho năm 2024 để phục vụ cái nhu cầu uh, của thị trường cũng như là à, kỳ vọng rằng là sẽ xử lý được nhiều các cái sản phẩm sâu riêng cấp đông để có thể bảo quản được lâu bền và đưa số lượng lớn ra thị trường quốc tế nhiều hơn nữa để tăng cái hiệu quả kinh tế. Xuân mới luôn gắn với những kỳ vọng mới, tốt đẹp hơn, phát huy những kết quả đạt được. Năm 2024, tỉnh Đắk Lắc tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào quản lý, điều hành doanh nghiệp, tham gia các sàn thương mại điện tử quốc tế nhằm tạo bước đột phá trong mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ.